Nhiên xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhiên Thích Đi. Và điểm ngày hôm nay Nhiên sẽ giới thiệu với các bạn đó chính là rừng Bù Gia Mập có diện tích là 26.000 ha và có 10 trạm kiểm lâm. 26.000 hecta. Ờ, 2 là hecta đó. Ừ thì 26.000. 26.000 hecta có nghĩa là 26.000 ha. Rừng Bù Gia Mập thì nó sẽ nằm thuộc địa phận của hai tỉnh luôn là tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Phước mình. Cái địa điểm mà tụi mình đang dừng chân ở đây và cắm trại á thì nó thuộc địa phận của Lâm Đồng, nhưng mà tour thì là tour chung ở rừng Bù Gia Mập. Nếu các bạn muốn tham quan ở đây thì có thể liên hệ với bạn Hào, bạn của mình. Bây giờ mình sẽ quay cảnh mọi người đang sinh hoạt cho các bạn xem. Anh sẽ làm cho tụi mình chơi cái trò đu dây. Ok. Sau một đoạn đường dài thì mình đã đến đây và hôm nay tụi mình sẽ cắm trại ở đây. À không, bên này chứ. Đây bên mình đang dựng trại đây nè các bạn. Trong lúc chờ trại dựng á thì mình sẽ lướt một vòng cho các bạn xem nha. Một đàn bướm. Đẹp quá à. Leo lên đi Quỳnh. Lỗi tại chứ. Kéo không, kéo ra kéo nè. Rồi, bây giờ ba đứa lết qua đúng không? Không nhìn xuống sao đi, không nhìn xuống té đó. Dưới kia là một cặp, một couple, một đôi giang ngu dâm phụ. Không quan tâm luôn em ơi, em nó không quan tâm luôn rồi. Mày chửi thấy không? Ê, em ngồi cái chỗ đó đó. Em ngồi đó nó tản nước ra cái nó theo vòng ra đẹp ha. Cậu nam nữ này rửa lá chuối. Con trên này là cậu gì? Hả? Bắt đôi cũng mở phòng gym. Tụ tập đi. Mỗi người một việc thì mình la cà ngoài này nhảm nhảm một mình. Ôi. Giúp mẹ mua. Không dám quay, sợ mọi người nhìn xong mọi người sợ hết. Đây cho em lấy điện thoại. Bạn cầm điện thoại luôn. Không. À vậy thôi, cảm ơn. Anh chờ. Chai điện. Chai 6 muối. Cái gì? Ôi. Ok. Mà chắc cũng không còn pin đâu. Các bạn hãy lại để xem một chàng trai đang hưởng thụ nha. Sao không nướng sao không? Đâu, lúc đầu luôn á. Giọng nội dám tắm trời. Không biết đứng nướng là chết á. Thiệt luôn. Bên kia thì ok, bên bãi đá bên kia ok. Má ơi, ghê vậy. Đây mọi người bên này thì đang bơm phao. Bơm thuyền. Ở thuyền á. Rồi các bạn thân mến, dịch vụ này chỉ có tại duy nhất này của bên Chip Double nha. Tiếp. Đây, mình đi lấy củi. Đây, một thằng bạn của mình đang ở chừng 6 muối tắm đây. Mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Quay chai đẹp cho các bạn xem đây. We'll be right back.
The one my heart has gone to mean, I'm going to wing. Giờ sao mất cái mắt kiến luôn hả? Đúng rồi. Mắt kiến đâu? Thì phải lặn đi tìm đi chứ. Không biết bơi không? Ê, đứa nào biết bơi đi tìm nhưng mất mắt kiến kìa. Đây. Kiến ở sau không? Trời ơi, con mũi nó cắn mình. Cô gái này sau một hồi bị lạc vô thì buông bỏ luôn, mặc kệ dòng đời đưa đẩy. Bây giờ chị xuống ăn được mà em về bờ không được cái nào. Thì các bạn, đây là lều mà tối nay tụi mình sẽ ngủ ở đây. Và bây giờ mình đã thay đồ rồi, mình sẽ đi xuống chơi chung với mấy đứa bạn. Nãy giờ là mình lo đi quay phim, tụi nó bơi nãy giờ muốn xong rồi, trời cũng xuống muốn hoàng hôn luôn rồi các bạn ạ. Mình phải tranh thủ. Đã quá à. Sao nhớ mặt luôn hả? Em mới gọi đầu luôn á. Ê, có ăn hơi nhiều một cái áo phao không? Không biết bơi. Anh em ngồi xuống cái này. Nhưng mà té không em, nhưng không biết bơi. Ở đây nè. Đây nè. Rồi mắt hay lưng. Rồi ngồi xuống. À, mà té sao? Không có té. Nó có chịu không vậy? Hả? Không, không, không có té đâu. Không biết có té không? Trời ơi. Quần Kitty đây, loạn quần Doraemon đây. Nó làm một hồi cái mình ngứa. Đã quá. Thế nhảy. Đã ra. Anh ơi, cho quần áo phao. Lạnh quá. Cảm ơn. Các bạn thấy có một điểm rất là đặc biệt không? Tất cả mọi người không ai mặc phao. Có một mình phải mặc áo phao. Bởi vì mình không biết bơi. Lễ này đi đâu cũng đông hết mấy bạn. Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết, bất kể chỗ nào cũng đông. Phòng ốc thì mắc mỏ, tụi mình về với thiên nhiên. Được ăn những cái món ăn thật là dân dã. Rất là đặc sắc. Gà đâu? Ở đó gà, người ta đang đi làm gà cho tụi mình đó các bạn. Đúng không? Về đây không phải bon chen với bất cứ ai. Hít không khí trong lành, trong xanh. Không phải hít khói bụi, phải cấu gắt nóng. Trời này hả? Toàn là ba mấy độ không? Ở đâu cũng nóng hết các bạn. Tất nhiên là vô rừng thì cũng không phải là không nóng đâu, vẫn nóng nhưng mà rừng cây xanh nên là cái không khí nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Tối nay tụi mình sẽ ngủ bên rừng và nghe tiếng nhạc. Nhạc bởi suối và tiếng chim. Chào các bạn, đây là anh Đa, anh này là dẫn đoàn của bên đồng mình. Ở dưới kìa. Vô đi hao chút. Đồng chí đã bỏ cuộc vì chuột rút rồi các bạn ạ. Tay mày đủ khỏe đó mày, mày giữ luôn á. Không sao, các bạn nhiên quay rồi. Nhảy đi sĩ. Nhảy đi, nhiên đang chờ sĩ đây. Nhảy xuống. Không đu hoài giống nổi. Nhảy. Tôi đang thả trôi dưới dòng nước đây. Ai cũng đi có cặp có đôi, có mình đứa có mình nè các bạn. À dạ, rồi. Hello. Bây giờ các bạn hãy coi Hà Mập nhảy nha. 2, 3, vô. Rớt đi, nhảy đi. Woo.
biểu diễn gì không? Để dưỡng nó biểu diễn. Biểu diễn đi đi. Ôi trời ơi, rồi xong trời ơi, văng đầy máy tôi rồi. Mấy đứa hỗ trợ bé nó kì đi. Rồi. À, mình sẽ đi kế. Đi thôi, để Bu đi đây, để Bu đi đây. Nước ở đây lạnh đó các bạn, nên là rất là dễ bị rút chân luôn. Hồi nãy giờ mấy đứa nó bị, mình chưa bị, nhưng mà bây giờ thì mình đã thực sự bị rồi nè. Đưa lên thì không sao, mà bỏ xuống nước lạnh thì nó lại rút tiếp. Rút là nó cứng đỡ lại luôn. Phía sau chỗ của tụi mình đang tắm á, là nước nó rất là cạn. Tại vì mùa này là đang là mùa khô á, chứ nếu mà là mùa mưa thì nước nó sẽ rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ di chuyển lại cái chỗ mà các bạn đang tắm. Em đi nhanh. Cảm ơn anh. Công nhận là dễ bị chuột rút thiệt chứ. Xuống mạnh cái tí xíu là rút à. Bây giờ mình sẽ cầm cái máy quay này để đi đu và sau đó mình sẽ nhảy xuống thử. Đối với mọi người thì chuyện này nó rất là bình thường ha, nhưng mà đối với mình thì mình có thể cảm thấy là nó hơi liều, tại vì thứ nhất là sợ văng máy nè, thứ hai là xuống là mình phải bịt mũi, mà một tay cầm máy một tay cầm dây rồi thì sẽ không bịt mũi được. Nhưng mà thôi cứ thử đi. Từ từ để nhân giúp làm như là cá. À đúng rồi. Cái này phải chắc chứ không tôi nhảy nó rất ra. Cho nhảy cái cuối cùng nhưng xuống quay phim cái nè. Ok, qua giùm nha. Nhưng mà cái này nó không có thể té. Vậy hả? Đu vậy hay sao ta? Vậy sao ta? Không vậy hư, đu ngược người lại đi. Không, đu ngược lại đi, đu ngược người lại. Rách mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Ngoài dự tính. Em hồi nãy quay lúc viên té không vậy? Té luôn hả? Quay cảnh viên té luôn. Hồi nãy các bạn bình tĩnh rồi. Ngồi trên kia để té xuống, nhưng mà té làm sao cho nó có thế, nếu mà ngồi luôn thì không có thế để té. Cái đèn lây hoài lời hoài cái mới một chân lên cái là bị trượt chân, không có thế là té xuống một cái nước vô mũi sặc. 1 2 3 Nếu biết có thành công không? Xong rồi. Ê, không chạm chân xuống sao biết chỗ nào sâu chỗ nào không vậy? Không chạm thấy thì đụng xuống luôn mà. Sao đụng xuống chứ được, ông này tàu lao nữa. Lúc mà nhảy xuống á là nó chạm như cái tay hả? Ừ, không, nhưng mà đạp xuống thật lâu mới lên. Cái này nó... chỗ này nước, phải gấp đôi chị. Sao gấp đôi? À đúng rồi, gấp đôi mới có 2... 3 mét. Biết sao anh Kinh kêu bên kia có chỗ mười mấy mét luôn kìa. Bên qua cái cây á. Cái anh hồi nãy làm gì anh nói. Bị mẹ. Giống như hồi nãy bị té. Nước cái này nó có vị ngọt đó, hồi nãy uống nước bị văng vô á. Có vị ngọt á. Nó có cái vị kiểu như giống như nước suối nước khoáng á. Thấy không? Nghe không? Nghe không? Quay dưới hết rồi. Em có nhảy không? Rồi em có nhảy đi. Rồi em cứ đu đi, em cứ đu đi. Bây giờ làm sao? Muốn vô hả? Không biết bơi đúng không? Rồi đang cứu. Bám vô cây rồi, bám vô cây. Rồi, thả xuống đi, giữ nè. Giữ cái tay.
Đây giữ cho người nha. Trời ơi, nó biết không biết bơi đụm lấy nhau. Không phải. Cái dây luôn vậy ra. Được rồi. Bu lên cái người như nè. Không phải, cái dây nó quấn vô bụng em rồi. Đừng có lôi cái dây. Lôi cái dây là lôi luôn. Lôi cái dây là cái nó xích cái bụng của con bé. Hiểu không? Nó xích cái bụng của con bé. Nè, nó quấn như vậy nè. Hỏi sao mà thôi. Lôi vô. Được chưa? Ok. Rồi lên này, lên đây đây cái ủa tại vì tôi lôi bà vô, bà đi bà ra nữa. Ủa biết bơi mà con quỷ. Trời quỷ sứ xạo ghê biết bơi kìa. Rồi có lên nào, đưa đây đây đây. À, lại rút nữa hả? Chết. Ê đừng kéo, đừng kéo nó đâm cái đá vô người kìa. Ok đồng chí. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống. Ngồi lên cái này để nhảy xuống. Rồi cầm theo cái máy này. Đừng chuẩn bị tinh thần đó. Quý cái tay vậy rồi làm sao nó lọt ra ta? Chịn vô. À nhảy xuống hả? Ờ. Nhảy xuống không được. Đứng mới được. Ừ nó dướng vậy sao nhảy ta? Thì đứng lên đi. Vậy đứng nha. Vậy 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 hỗ trợ dưỡng dưỡng. Em nhìn cho nè. Nhưng mà làm sao dướng cái tay này nè? Ý là em à đứng đứng không thôi. Nhưng mà như phải bịt mũi với bịt cầm này. Không, khỏi bịt mũi luôn. Đánh thở thôi. Đánh thở thôi. Đánh thở thôi, nhưng mà như không bịt mũi chịu không được. Bình tĩnh đi. Ok. Ok. Rồi xong, rồi xong. Rồi xong. Ê, chết mẹ. Mẹ nó cưới vô cái chân. Không sao, thôi kệ nó đi. Tôi đang bịt. Hết pin rồi, sắp hết pin rồi. Đó. Đó. Để. Ê, nhiên quay lặng lặng. Ừ, nãy giờ không nói, còn có 3% mà. Giờ làm liền luôn đi, không hơn kịp. Lẹ lên không hơn kịp. Làm luôn, làm liền. Lập cái chết mẹ luôn á. Rồi, làm. Rồi, ok, làm đi. Rồi, ok, bơi liền nè, hết pin rồi nè. Lẹ lên. lại rồi nó tự tắt luôn rồi. Bơi đi. Dướng đuôi. Đã tắm xong và khô ráo hết rồi thì chỉ muốn một mình lại tiếp tục là người cuối cùng. Bây giờ mình quay xong cảnh nấu ăn rồi thì mình sẽ đi tắm, đi thay đồ các bạn. Các bạn thấy không? Giờ tất cả mọi người đã tắm xong hết rồi, mình cứ lượn mình tắm rồi. Mình lúc nào phải làm cái thùng hết rồi. Các bạn đây là một cái đông rất là xịn, nó rất là xịn bởi vì nó là nó không cục gì đó nhưng mà mình có thể ngồi đầu được. Không có đâu mình không biết bởi vì cái này là mình té. Ở lại. Các bạn biết tại sao mà mình phần 2 kể về hoạt động tắm suối của hành trình khám phá Bù Gia Mập đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 3, mình sẽ kể về cái công đoạn làm những món ăn chuẩn bị cho buổi bạch tiên và ban đêm trong rừng với cái món như là gà nướng cơm lam, thịt heo nướng mọi, đậu cần và món nước chấm rất là đặc biệt. Thì các bạn hãy đón xem trong phần 3 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại một lần nữa.